tốt cái gì ạ? Bùi Hữu Chinh chung kết anh em nhá. Ôi bùng xòe là 1-2 nhất rồi. À, ngày 15 là bùng xòe. Đâu cái con nước Bắc 20 đấy. 1-2 dễ chè lắm. Ở đây 30 giây, hết giờ. Chỉ vâng chung kết, bắt đầu. Cái điệu này dễ chéo. Còn mấy phút nữa thôi, đừng nào biết. 1-2-2 1-2-2 điệu này dễ chéo lắm. Chưa biết được, 30 chút. Dễ chéo lắm. Để có đến 6 chút nhìn. Để xem nhé. Tầm 15 nữa nào. À đấy. 1-2-2 đã đủ mỏ, 3 mỏ. Thì xin có đến 6 là thì xin chậm nhìn. Kia là 102 và 07 anh em nhé. 102 bên trái, 07 bên kia là 122 anh em nhé. Còn bên này là 15, còn bên này là 106, bên kia là còn 07 anh em. Đeo xe phá lấy 500 nhỉ. 106 lượt đấu ra ngoài, 15 đang xuất đi. Anh em dự đoán đi anh em. Tạm thời đứng đầu tiên 1 phút là chị 122, đứng thứ 2 là chị 07. Chị 106 khi có bỏ đấu rất nhiều nhịp to lơ ra ngoài. Và chị 15 hiện nay đang chậm nhịp. 15 đang chậm nhịp. 1-2-2 nhất rồi. 1-2-2 nhất tuyệt đối luôn. Chưa biết vì cái này có đi xong dưới trẻ phát ngang. Bốn xe trẻ. Chỉ em một thôi. Ba xe 15. Đấy chỉ là một điểm cộng thôi. Còn này rất nhiều nhịp chậm luôn. Rất nhiều điểm chậm đấy, 15. Phút thứ 2 dẫn đầu đang là thủ chi 122. Và đường thứ 2 vẫn là thủ chi 07. Hai thủ chi thể hiện đối đánh rất mạnh. Tiếp tục 16 lại trận đi bóng lờ, rất nhiều đi bóng lờ đối với 16, 15 lại trận đi. Vâng chung kết, hết giờ. Và thủ chi đạt giải nhất xứng đáng các trận chung kết, không một điều chỉ. Đó là thủ chi mang số vận danh 122. Đạt giải gì đối với hôm nay là thủ chi mang số vận danh 07. Và đạt giải A, tổng giải ba là thủ chi 106 và thủ chi 15. Xin chúc mừng với thủ chi đạt giải xuất sắc tất cả những ngày.